Thưa quý vị, với tấm lòng thành vô biên hướng về Đức Thế Tôn, những người con Phật bằng nhiều cách thức khác nhau đã thể hiện sự tôn kính của mình đối với đấng cha lành của nhân loại. Nhân mùa Phật đảng Phật lịch 2567, Đạo Trang Pháp Hoa Chùa Bằng tại Hà Nội cùng nhau tu tập, làm thiện hạnh, hồi hướng công đức cho sự an lạc, các tường, thành tựu giác ngộ của mình, thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sinh. Mỗi độ tháng tư âm lịch trở về, khi những đóa hoa sen đua nhau khoe hương sắc, cũng là lúc những người con Phật hân hoan kính mừng ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi đời. Chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó chính là khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến. Vì vậy, để tưởng nhớ tới ân đức sâu dày và những giáo lý huyền vi mầu nhiệm mà Đức Phật đã hiến tặng cho chúng sinh, vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2023, tức ngày 28 tháng 4 năm Quý Mão, được sự hứa khả của hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban hoàng pháp trung ương đạo tràng pháp hoa chùa bằng hà nội đã tổ chức lễ phóng sinh cầu siêu cho những hương linh vong linh tại bến phà hồng vân mễ sở huyện thường tín thành phố hà nội dưới sự chứng minh của đại đức thích trí thuần phó thư ký tránh văn phòng ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam khu vực phía bắc cùng chư tôn đức tăng lớp đào tạo giảng sư khu vực phía bắc Tại đây, Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức cùng chúng sinh và phóng sinh gần năm tạng cá, cùng trạch, ốc, vân vân. Ngoài ra, Chư Tôn Đức cùng toàn thể Phật tử đã tụng kinh truyền Pháp Luân và làm lễ mộc dục giữa mênh mang sông nước để cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Được biết, đây cũng là hoạt động thường niên của các Phật tử Chùa Bằng để lan tỏa thông điệp về lòng từ bi của Đạo Phật hãy mở rộng lòng thương đến với mọi loài cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi trái tim của mình sẽ chạm vào hạnh phúc